chi tiền đi du lịch. Cặp đôi điếng người với những điều xảy ra trong khách sạn ngay đêm đầu tiên. Để hâm nóng tình cảm, một cặp đôi không ngại chi số tiền khủng với mong muốn có được một chuyến đi hâm nóng tình cảm trong mơ. Thế nhưng chính họ cũng không ngờ, chuỗi ác mộng của cặp đôi bắt đầu từ đây. Aaron Hutton và Daniel Hansan, cả hai đều 20 tuổi, đến từ thị trấn sưu tầm Highlands, hạt Merseyside, Anh Quốc, đã cùng một người bạn khác lên kế hoạch cho kỳ nghỉ trong mơ của họ vào ngày 6 tháng 10. Họ quyết định trao chọn niềm tin cho một dịch vụ lữ hành có tên Love Holiday và đặt một kỳ nghỉ trọn gói kéo dài 7 ngày với giá 1.500 bảng Anh, tương đương 45 triệu Việt Nam đồng. Sau khi cất cánh từ sân bay Manchester, ba bạn trẻ đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa về khách sạn vào khoảng 1 giờ sáng. Sau chuyến bay dài mệt mỏi, những tưởng nhóm bạn trẻ sẽ được tiếp đón tận tình, chu đáo, nhưng họ bị sốc khi đến khu nghỉ dưỡng. Họ phát hiện cổng đã đóng và khóa chặt, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của một vài vị khách đứng ở ban công phía xa. Aaron Hutton kể rằng sau khi cố gắng nói chuyện với ai đó đang đứng trên ban công, nhóm bạn trẻ đã thấy một nhân viên an ninh của khách sạn xuất hiện. Nhưng thay vì được mở cửa cho vào thì nhóm của anh lại tiếp tục nhận thêm cú sốc nữa. Người này thẳng thừng đuổi cả nhóm đi bằng lời lẽ khó nghe. Anh nói, chúng tôi chỉ muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ và đặt chỗ để tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Chúng tôi đến sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ và mọi thứ đều ổn. Chúng tôi đã đặt dịch vụ đưa đón riêng và đến trạm kiểm soát nơi họ đón chúng tôi. Chúng tôi được đưa đến khách sạn mà chúng tôi đã đặt vào khoảng 1 giờ sáng và cổng thì khóa. Chúng tôi đi vòng sang phía bên kia và nhìn thấy vài người trên ban công nên cố hỏi họ lối vào. Họ nói đi vòng ra phía trước. Có một nhân viên bảo vệ đang nhìn chúng tôi và quát chúng tôi đi ra khỏi đó, đi tìm chỗ khác và khách sạn không mở cửa cho dân thường. Chúng tôi đã cho họ xem thông tin đặt phòng và tên khách sạn nhưng họ liên tục lắc đầu. Sau đó, Aaron Hutton và nhóm bạn của anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại một khách sạn khác, được cho là cùng hệ thống khách sạn đã đặt. Nhưng sau khi ổn định chỗ ở, họ lại nhận được thông báo rằng không được uống rượu như một phần của dịch vụ trọn gói mà họ đặt trước. Anh nói, sau 11 giờ 30 phút tối, chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi chỉ có thể lấy đồ uống từ máy lọc và việc rời khỏi khách sạn vào ban đêm là không an toàn. Họ bảo chúng tôi về phòng, đóng chặt cửa lại. Chúng tôi trả thêm tiền cho một căn phòng lớn hơn nhìn ra biển tại khách sạn đặt ban đầu trị giá 84 bảng Anh, 2,5 triệu Việt Nam đồng, một đêm nhưng cuối cùng không được ở. Phòng trong khách sạn chúng tôi thuê tạm chỉ có một giường đôi và một giường đơn rất chật chội. Nhóm của Aaron đã không liên lạc được với Love Holidays cho đến ngày 8 tháng 10 khi họ quyết định rằng mình đã nếm đủ rắc rối và muốn về nhà. Họ buộc phải trả 570 bảng Anh, 17 triệu Việt Nam đồng để bay về nhà chỉ sau 48 giờ ở nước ngoài. Aaron nói, thật căng thẳng và đau thương. Chúng tôi bị bỏ rơi ở một đất nước xa lạ vào lúc nửa đêm và không có nơi nào để đi. Chúng tôi đã khiếu nại vào ngày 13 tháng 10 và họ chỉ nói rằng sự việc đang được xử lý. Chúng tôi đã cố gắng gọi cho Love Holiday nhưng họ nói rằng số điện thoại chăm sóc khách hàng này chỉ dành cho những người vẫn đang đi nghỉ. Người phát ngôn của Love Holiday cho biết, chúng tôi rất tiếc rằng kỳ nghỉ của nhóm du khách đã không đạt được những tiêu chuẩn cao như thường lệ. Chúng tôi đang điều tra sự việc với bên cho thuê khách sạn để đảm bảo điều đó không xảy ra lần nữa và đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ yêu cầu của anh Aaron Hutton. Chúng tôi đã liên hệ với anh Aaron Hutton để xin lỗi và hoàn trả chi phí chỗ ở cho anh ấy, đồng thời tặng một phiếu giảm giá 100 bảng Anh cho các kỳ nghỉ trong gói dịch vụ của Love Holiday.